Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 26 tháng 4, có nơi trên 60mm, như Suối Giàng, Yên Bái 115,4mm, Chi Phú, Tuyên Quang 76,6mm, Yên Thượng, Bắc Cạn 64mm, Kim Bình, Hòa Bình 165mm. Từ chiều tối ngày 24 tháng 6 đến sáng ngày 26 tháng 6, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến ở Bắc Bộ từ 50 đến 120mm, có nơi trên 200mm. Bắc Bộ, Trung Bộ 30 đến 70mm, có nơi trên 120mm. Thời gian mưa lớn tập trung về đêm và sáng. Ngoài ra, chiều tối và tối, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Từ chiều và đêm ngày 26 tháng 6, mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng giảm dần. Thưa quý vị, đêm ngày 24 tháng 6 và ngày 25 tháng 6, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trên biển, đêm ngày 24 tháng 6 và ngày 25 tháng 6, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan, mưa rào và dông. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, đề phòng độ sóng cao có lúc tăng lên trên 2 mét. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết cả nước trong chiều tối ngày 24 và ngày 25 tháng 6. Khu vực Hà Nội, mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cảnh báo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 29 đến 32 độ, phía Nam từ 31 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ.